Dạ rồi, em Tuyết mến chào bà con đã quay trở lại với kênh xe rùa và phun thuốc của em nha. Thì sáng hôm nay em đã sẽ lên một cái con xe rùa này cho anh chị xem và tham khảo ha. Con này là 8 bánh 4 cầu nha anh chị. Thương hiệu nó là Giang Ma ha. IFVK20 ha. Đó, con này thì nói chung nó rất là độc lạ luôn nha anh chị nha. Nó có bên thang ha, đặc biệt là nó có bên thang nha. Nói chung chắc không có con thứ hai trên thị trường mình đâu ha. Đó, thì em sẽ vô chi tiết cho anh chị xem và tham khảo nó nha. Con này là rin toàn bộ luôn nha anh chị nha, từ A đến Z ha. Nói chung lôi mỗi cái bình này với lại cái ghế thôi anh chị ha. Đó, còn 8 cái bánh. Còn 8 cái bánh là rin toàn bộ luôn nha anh chị nha. Đó, bánh rin mà rất là đẹp như thế này thì anh chị về xài sử dụng rất là bền ha. Đó. 8 cái bánh mà màu nước sơn vàng rin luôn. Gầm đó nè. Nước sơn đen còn bóng loáng đen thui luôn nha anh chị nha. Đó, con này nó là bên thang thôi, nó không có bên đổ nha anh chị. Những cái con như thế này á, thì anh chị có kho đồ á, ví dụ mình có hàng về là mình đúc vô xe tải, là mình vận chuyển nó, mình bỏ hàng lên trên đây xong mình chạy về kho của mình, rồi mình hạ bên xuống rồi mình bỏ xuống thôi ha. Hoặc là mình có thể nâng hàng ra xe tải đồ cũng rất là ok luôn nè. Đó, cái thùng con này rất là to nha anh chị nha. Đó, thùng nó là ngang 2m dài ngang 2m dài 2m1 nha anh chị nha. Đó, thùng rất là to luôn. Đó, bỏ rất được nhiều hàng nha. Con này là anh chị có thể nâng tầm 2 tấn đến 3 tấn được luôn nha anh chị. Nhìn sườn gầm nó đen thui bóng láng rất là đẹp luôn nè. Rin toàn bộ luôn nha anh chị nha. Bên em không có bùa vẽ sơn tút lại một cái chỗ nào hết ha. Con này nó đi 2 ti ben luôn. 2 ti ben luôn ha. Ti ben rất là to luôn nè. Trời ơi, to mà bóng láng nha. Rin toàn bộ bên Nhật về luôn nha anh chị. Đó. Con này bên em chỉ về kiểm tra nhớt máy móc đồ thôi, và rửa nó là nó sạch lên lên video thôi anh chị. Những con này thì anh chị về chạy sử dụng thì biết bao giờ nó mới hư ha. Nó nói chung là tiền nào của nó nha anh chị nha. Mua về nó xứng đáng với đồng tiền của mình thôi ha. Đó, nhìn anh chị nhìn là đánh giá nó nha. Đó, rất là đẹp luôn. 8 cái bánh là mới phải 80 mấy% nha anh chị. Đó, gai góc còn rất là ok ha. Bánh rin nguyên bản luôn. Hộp số hộp xiết là không có xì nhớt xì phốt gì đâu ha. Con này đi động cơ máy dầu 3 máy 18.6 PS nha. Dỡ cái này lên giùm chị đi. Đó, máy móc là nguyên zin nha. Bóng loáng đen thui luôn nha anh chị nha. Bao chưa đổ hơi ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Con này số của nó là 3, rồi bỏ xuống đi. Số của nó là 4 tiếng 4 lùi nha anh chị, nó đồng tốc, nó chạy rất là nhanh ha. Đó, rất là nhanh luôn. Những con này mua về xài sử dụng thì bao cho anh chị bao bền luôn ha. Đây là thùng dầu của nó nha. Nước sơn rin toàn bộ bên Nhật về sao là bên em để y như vậy nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đó ha, chỗ này nói chung nó hơi xét là do nó nằm ở cái đèn nè. Đó, nó nằm ở cái đèn mà cái đèn nó bị mất rồi. Cho nên khi mà nó mắc rồi thì nó xiết. Còn là toàn bộ là nguyên rin luôn nha anh chị nha. Sườn gầm là đen thui ha. Nhìn chắc nụi luôn. Những cái dòng thương hiệu Giang Ma thì những cái dòng Giang Ma thì nói chung là rất là cứng cáp dày dặn luôn. Đó, cái đồ của dòng Giang Ma thì không chê được chỗ nào đâu nha anh chị nha. Đó, bên em còn rất là nhiều xe rù ha. Anh chị quan tâm thì cứ đăng ký kênh của em nha. Từ từ em sẽ lên những cái video chi tiết để cho anh chị xem và tham khảo ha. Anh chị xem kênh yêu thương em Tuyết thì cho em Tuyết một nút đăng ký nha, để theo dõi những cái video tiếp theo em đăng. Bên em là chuyên xe rùa và phun thuốc ha. Địa chỉ em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Anh chị nào có ở gần thì cứ đến xem máy trực tiếp ha, còn ở xa thì em ship.